Dạ, chồng Toán miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì hai vợ chồng em không có đi lên vuông đi bắt cua tôm. Hôm nay thì em chia sẻ về cái cảnh nhà của em và cái cuộc sống hàng ngày của vợ chồng em nha. Thì hiện tại thì hai chồng em đang ở đây thì chỉ có một căn chòi rất là đơn sơ thì cô chú anh chị, không có điện nước. Và hàng ngày thì em phải đi nhờ em đi sạc điện thoại nha. Còn nước thì mình đi sách. Đây hai chồng em cũng mới vừa đi chợ về đây. Bà xã em soạn đồ về đây. Hai chồng em cũng vừa đi xong mới về tới Tích Liệu Lý Tưởng của hai chồng em đi cả nhà ơi. Chiều nay bà xã để anh món gì đây? Em mua khóm, em chiều em xào mực, em đãi cho ông xã em nha. Thì hôm bữa trước thì hai chồng em bắt được con mực đó. Giờ bà xã em mua trái khóm về làm cái món khóm xào mực hai chồng ăn bữa cơm chiều. Đây, hiện tại thì cảnh đây thì em cũng đang ngồi chỗ cái sàn nhà mình nha. Cuộc sống hai chồng em thì nói chung hàng ngày đi bắt cua tôm thì cũng tranh thủ mình bán kiếm tiền trang trải thêm cả nhà ơi. Cái cuộc sống còn vất vả lắm. Cho ông xã em về cà phê cả nhà ơi. Đây. Mình tối cho ông đãi cho ông xã em có ăn uống. Mỗi lần đi chợ thì mua đồ và chuẩn bị như vậy đây. Giờ bà xã em chuẩn bị làm món ăn cả nhà ơi. Giờ em lấy một con mực ra em rửa nha cả nhà. Hôm qua ông xã em bắt được một con mực đây. Được một con mực này thì hai chồng đủ ăn cái buổi chiều rồi cả nhà ơi. Con mực này với trái khóm là hai chồng đủ ăn rồi cả nhà ơi. Quên mua cho anh lon bia anh em Nhi cho đỡ buồn. Mực xào khóm mà đâu có thể bỏ quên chi tiết có được hả hai em? Có thể bỏ quên được cho anh em Nhi chứ để cho Nghiệp ăn. Chiều nay chắc hai chồng mình chắc được có món mực một duy nhất của em. Chắc vậy quá anh. Để ăn gì cũng ngon anh. Nhiều đây thì hai chồng cũng gọi được bữa cơm ha. Nhiều đây thì hai chồng sống được buổi chiều rồi. Con mực nó nhắm đủ hai chồng mình ăn không em? Đủ mà anh. Rồi giờ em ra làm dư mực. Nữa không? Dư nữa em làm mực xong rồi giờ em lấy cái khóm cho em gọt. Ngồi ghế nữa đó, anh lấy cái ngồi ghế cho em. Thời điểm này cũng vui nha, tặng cho mình ngồi ghế. Cho đủ bộ luôn ha. Rồi. Ở đây thì mấy can này toàn là em đi xách nước về em chứa đây. Đây là xã em mần được một con mực kìa. Con mực với xào trái khóm đó là hai chồng cũng gọi được bữa cơm cả nhà ấy. Cảnh ở vùng quê mình thì cái món ăn nó cũng rất là giản dị nha. Ở đây thì hai chồng em chỉ sống chỉ có một căn chòi rất là đơn sơ gì đây cô chú anh chị. Đây thì em cũng xin chia sẻ về hoàn cảnh thật sự của em nha. Mấy cái can ở phía trước đó là em đựng nước. Giờ em chuẩn bị những cái đầu đèn ra đây. Đây hai vợ chồng mình chuẩn bị bao nhiêu cái đầu đèn đây. Để tối mình bật đèn lên nha. Tại vì có những anh chị comment nói yêu cầu là em quay về cái cảnh nhà thì em cũng chia sẻ thật sự về cái cuộc sống của vợ chồng em thì mong cô chú anh chị mình xem video cũng vui vẻ nha. Cảnh nhà thì nói chung nó cũng hơi chật hẹp và bề bộn nha. Hàng ngày em đi xách nước
và đi sạc điện thoại thì hầu như em phải đi qua cái con đường này đây. Đây em phải lội một cái bờ dòng như vậy đó, đi qua tới bên kia sông nha, tuốt cái nhà bên kia sông. Nói chung cái đường dòng thì nó khoảng cả 200 mét mới tới nhà nha. Còn mé bên đây thì con sông. Giác này thì bà xã em chuẩn bị mở đầu đèn lên này. Vậy cây đầu đèn ở trên đầu trước rồi. Tối là mình lo mình chuẩn bị cái đầu đèn gì đây. Gần chín chưa mà nghe thơm quá đây bà xã. Chưa anh. Chào mực chín chưa nghe thơm quá đây em. 5 phút nữa bên đây. 5 phút nữa là có món ăn liền ha. 5 phút nữa là có món ăn. Em mang che cho đó để gió nó tắt xong. Gió nó đang. Nấu là em phải che gì nè cả nhà ơi, khổ sở rồi gì đâu á đó. Em chầm em lấy mấy cái đầu đèn với cục sạc cái giùm anh. Đây em cho anh một cái đầu đèn. Rồi em để đây đi. Để đầu đèn kia luôn. À, giác tối thì thân quyết liệt đó. Có vợ chồng em chuẩn bị hai chồng và ba cái đèn như vậy đây. Để trường hợp mà có hết điện cây này thì mình xài cây khác nha. Còn cái cục sạc dự phòng em của anh em không lấy cho anh. Khoan em để muối vô cái đó. Anh nhiều chuyện quá anh. Hả? Nhiều chuyện quá vậy. Chứ hết pin của anh nè. Hàng ngày thì em đi nhà sạc điện xong thì sạc vô trong cục dự phòng như vậy đây. Rồi mình về mình sạc vô cái điện thoại nha. Có những anh chị thì comment hỏi không có điện làm sao mà up video lên được. Thì hàng ngày em đi sạc điện vô trong cái cục sạc dự phòng như vậy đây. Thì giờ em sạc vô máy nha. Sau khoảng thời gian thì hai chồng em cũng làm hoàn thành cái món là mực xào khóm. Mời cô chú anh chị cùng dùng bữa cơm với vợ chồng em nha. Một cảnh mình ở mà không có điện, không có nước xài nó rất là vất vả lắm cô chú anh chị. Ăn mạnh mạnh vô em. Chỉ còn miếng thôi, chiều là hai chồng em vừa bức mình là thử người thủ một cái đầu đèn đội đầu trước rồi đó cả nhà ơi. Phải một người phải thủ một cái đèn trước ha. Rồi phải thủ một cái đèn trước, không phải tới hù mà không thấy đường.